Hello, xin chào toàn thể các bác nhé. Đây là 4 cái cây kéo 3 mét để phục vụ cho các bác về mùa vải nhãn. Các bác cắt được những cái cành trên cao này, hoặc là nhà các bác nào mà có dàn thiên lý, dàn su su thì các bác sử dụng với cái cây kéo này rất là ok. Đầu tiên là cái con liên danh, thì các bác nhìn cái con liên danh này, phần cán nó sẽ là một kiểu như là có những cái đường vân sần sần hơn so với cái con tốp nhé. Đây là con tốp này. Đây là con liên doanh 550.000 bao ship. Con tốp 750.000. Con Santa này, con Buddy này công nghệ Nhật, con Santa Đài Loan, con Buddy Đài Loan công nghệ Nhật. Với ba cái bộ kéo này có ba chức năng: một là ghim và giữ quả ở trên cao, hai là cắt tỉa cành, ba là cưa cành. Đều tặng kèm cho các bác là một cái lưỡi cưa. Chiều dài thu vào 1m8 và kéo ra là 3m. Còn về phần tay đây các bác nhìn kỹ giúp em nhé. Đấy, tổng quan này 4 cái bộ kéo. Bác nào quan tâm thì cứ để lại số điện thoại cho em nhé. Bây giờ thì em cũng xin được tắt cái video ở đây.